Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Khám phá vẻ đẹp độc đáo của cây cảnh Thế Long Mã Hồi. Những ngày nay, nhu cầu tìm kiếm sự cân bằng và sự may mắn trong cuộc sống đã khiến cho phong thủy trở thành một chủ đề đáng chú ý. Trong hệ thống phong thủy, cây cảnh Thế Long Bản Hổ đã trở thành một biểu tượng mang ý nghĩa sức mạnh và may mắn. Với hình ảnh một con rồng và một con hổ đan xen vào nhau, cây cảnh này không chỉ mang lại sự trang trọng mà còn đại diện cho sự cân bằng và thịnh vượng. Bài viết này sẽ trình bày những ý nghĩa phong thủy về cây cảnh Thế Long Bản Hổ và tác dụng tích cực của nó đối với không gian sống của chúng ta. Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh Thế Long Bản Hổ có nguồn gốc từ phương Đông và được coi là một trong những biểu tượng quan trọng nhất trong học thuật phong thủy. Con rồng và con hổ được coi là hai loài sinh vật huyền thoại, thường được gắn liền với quyền lực, sức mạnh và may mắn. Rồng biểu trưng cho quyền lực và sự thịnh vượng, trong khi hổ biểu trưng cho sức mạnh và sự bình an. Khi hai hình ảnh này được kết hợp trong cây cảnh Thế Long Bản Hổ, chúng tạo nên một tượng hổ hoàn hảo, đại diện cho sự cân bằng và hài hòa. Cây cảnh Thế Long Bản Hổ không chỉ là một vật trang trí phong thủy mà còn mang lại nhiều lợi ích tích cực cho không gian sống của chúng ta. Đầu tiên, cây cảnh này giúp tăng cường năng lượng tích cực trong ngôi nhà hoặc văn phòng làm việc. Nó có thể giúp cân bằng năng lượng xấu, mang lại không gian yên tĩnh và tạo điều kiện tốt để chúng ta cảm nhận sự thịnh vượng và may mắn. Thế Long Bản Hổ cũng có khả năng thu hút tài lộc và tăng cường cơ hội thành công trong công việc. Với sức mạnh của con rồng và con hổ, cây cảnh này tạo ra một môi trường thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp và tài chính. Nó có thể giúp chúng ta thu hút cơ hội mới, tăng cường sự quyết đoán và sáng tạo, từ đó đạt được thành công trong công việc. Ngoài ra, cây cảnh Thế Long Bản Hổ còn có khả năng giữ gìn sức khỏe và mang lại sự cân bằng cho cả thể chất và tinh thần. Theo quan niệm phong thủy, nơi có sự hiện diện của cây cảnh này tăng cường tích cực, năng lượng được lan tỏa, giúp loại bỏ những tác động tiêu cực và tạo ra một môi trường sống khỏe mạnh. Điều này có thể giúp giảm căng thẳng, tăng cường sức mạnh về mặt tâm linh và cải thiện chất lượng cuộc sống tổng thể. Cây cảnh Thế Long Bản Hổ cũng được coi là biểu tượng của tình yêu và hạnh phúc gia đình. Sự kết hợp của rồng và hổ tượng trưng cho sự cân bằng giữa nam và nữ, tạo nên một mối quan hệ hài hòa và đồng lòng. Do đó, cây cảnh này thường được đặt trong không gian sống chung như phòng khách hoặc phòng ngủ, nhằm tạo ra một bầu không khí yên tĩnh, tình cảm và tương thân tương ái. Để tận dụng tối đa ý nghĩa phong thủy của cây cảnh Thế Long Bản Hổ, cần chú ý về vị trí đặt và chăm sóc cây. Đặt cây cảnh này ở nơi có năng lượng tích cực là tương thích với ngũ hành. Hãy đảm bảo rằng cây được tưới nước và chăm sóc đúng cách để duy trì sự tươi tốt và sức sống của nó. Trong kết luận, cây cảnh Thế Long Bản Hổ không chỉ là một vật trang trí phong thủy mà còn mang lại nhiều ý nghĩa và lợi ích đối với không gian sống và cuộc sống của chúng ta. Từ việc tạo ra sự cân bằng, thịnh vượng và may mắn cho môi trường sống đến việc tăng cường tài lộc và thành công trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để biết thêm nhiều video hay và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!